Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sáng sớm nay, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18 đến 20 độ vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, từ nay đến ngày 20 tháng 7, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới. Do vậy, bà con ngư dân cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết biển để chủ động và có kế hoạch ra khơi xa hợp lý, đảm bảo an toàn. Trên các tuyến hải trình, thời tiết cũng có những sự thay đổi. Cụ thể, trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ thường xuyên có mưa rào và dông, tầm nhìn xa chỉ từ 4 cho đến 10 km. Trong mưa dông, khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nên gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình này. Nằm xa hơn về phía Nam, nên dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn trong đêm nay, ngày mai cũng như vài ba ngày tới, gió có hướng Tây đến Tây Nam thịnh hành và hoạt động với cường độ yếu nên không gây biển động, sóng cao dưới 1,75m. Thời tiết về chiều có thể nhiều mây, tuy nhiên mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Xuống đến tuyến hải trình Vũng Tàu đến Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Tây Nam là phổ biến với cường độ ở khoảng cấp 5, có lúc đạt cấp 6, nên tình trạng biển động, sóng có lúc cao trên 2m. Chiều và tối mưa dông khả năng xuất hiện rải rác, nên tàu thuyền cũng nên lưu ý với tầm nhìn giảm hơn trong cơn mưa. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió Tây Nam hoạt động phổ biến với cường độ cấp 4, nên tình trạng biển ổn định, sóng thấp dưới 1,75m. Về chiều và tối, mưa dông xuất hiện nhiều nên cần cảnh giác với tầm nhìn giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.